Mến chào các anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video hôm nay. Kính chúc các khán thính giả thân thiết một ngày mới, nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, giảm cân là từ khóa được nhiều người quan tâm nhất trong số các vấn đề sức khỏe phổ biến. Một cơ thể cân đối và khỏe mạnh là ao ước của tất cả chúng ta. Một trong những cách giảm cân hiệu quả là uống đủ nước, và đặc biệt là uống nước lọc mà cho thêm những thứ này vào. Chắc chắn là bạn sẽ không chỉ giảm được cân đâu mà còn đẹp dáng đẹp da nữa đấy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Giảm cân rất nhanh, da trắng mịn nếu uống nước lọc cho thêm thứ này vào. Kính chào quý cô bác và các chị em đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các chị em thân mến, việc uống đủ nước là một trong những phương pháp quan trọng nhất giúp chúng ta tăng cường sức khỏe. Ngoài việc giữ cho cơ thể đủ nước, việc uống nước còn đem lại nhiều lợi ích khác như thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng, cải thiện làn da, giảm đầy hơi. Nước cũng rất hữu ích cho những chị em đang trong quá trình nỗ lực giảm cân. Tuy nhiên, khi uống nước, chúng ta cũng có thể cho thêm vào một số nguyên liệu, không chỉ để làm gia tăng hương vị mà còn giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân, cũng như khiến cho làn da trắng sáng, rạng ngời hơn. Hôm nay, video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ chia sẻ với quý cô bác và chị em 4 loại nguyên liệu đặc biệt mà sẽ giúp nâng cao tác dụng của việc uống nước, giúp cô bác và chị em da sáng, dáng đẹp. 1. Nước lọc cho thêm chanh. Nước chanh là một trong những đồ uống nên có trong chế độ ăn của những người đang giảm cân. Ngoài việc đem lại sự sảng khoái cho cơ thể, nước chanh còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt trong chanh có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C dồi dào từ chanh là một trong những loại quan trọng nhất để sản xuất collagen, duy trì làn da mềm mượt. Chị em dùng đều sẽ có làn da khỏe đẹp trắng bóc. Bên cạnh đó, vitamin C còn có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa và thúc đẩy trao đổi chất, đồng thời giải phóng chất béo thành năng lượng cho cơ thể. Thêm vào đó, việc uống nước lọc pha chanh còn khiến cho chúng ta có cảm giác no hơn, nên sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn. Do đó, uống nước lọc pha thêm chanh chính là một cách vô cùng hiệu quả giúp cô bác và chị em thải mỡ dễ dàng hơn, để nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối như ý. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng chỉ ra trong chanh có chứa chất D-limonene. Hợp chất hóa học này thường được tìm thấy nhiều trong vỏ của trái cây họ cam quýt như chanh, có đặc tính chống ung thư và cũng có tác dụng giúp làm dịu chứng ợ nóng. Để pha món đồ uống này, cô bác và chị em nên sử dụng một nửa quả chanh tươi, bắt lấy nước cốt và pha với khoảng 250ml nước ấm. Để dễ uống hơn, cô bác và chị em có thể cho thêm một chút muối ăn để giảm bớt vị chua, khiến món nước lạ miệng hơn. Tuy nhiên, cô bác và chị em không nên uống nước chanh loãng khi đói để tránh hại dạ dày, mà tốt nhất là nên uống khoảng 30 phút sau bữa ăn để có thể phát huy công dụng cao nhất. 2. Nước lọc cho thêm dưa chuột. Dưa chuột là loại thực phẩm chứa nhiều nước, giàu chất xơ và ít calo, nên khi uống nước lọc cho thêm dưa chuột sẽ nhanh chóng tạo cảm giác no, kéo dài cảm giác no, làm giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế việc cô bác và chị em nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, từ đó giúp quá trình giảm cân đạt hiệu quả hơn. Hàm lượng chất xơ và nước cao có trong dưa chuột cũng góp phần cải thiện chứng khó tiêu và táo bón, thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh, cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi sẽ góp phần rất lớn vào hiệu quả giảm cân, làm tăng khả năng loại bỏ mỡ thừa và làm giảm nguy cơ tích lũy mỡ thừa trong cơ thể. Chưa kể dưa chuột còn chứa rất nhiều vitamin E, C và tinh chất gel. Đây là những chất có tác dụng loại bỏ tế bào chết cũng như tình trạng thâm sạm trên da. Hàm lượng nước dồi dào có trong dưa chuột sẽ giúp cho làn da luôn căng mọng. Nhờ đó, làn da của quý cô bác và chị em sẽ trắng dần lên nhờ uống nước có dưa chuột thường xuyên. Để làm món thức uống này, cô bác và anh chị sẽ thái lát một trái dưa chuột, cho vào bình nước khoảng 1 lít. Có thể cho thêm nửa trái chanh và một ít lá bạc hà. Sau đó bỏ vào tủ mát rồi uống hàng ngày thay cho nước lọc. Bên cạnh đó, cô bác và anh chị đừng chỉ uống mà hãy ăn cả miếng dưa chuột thái lát để giúp bổ sung chất xơ, giúp cô bác và chị em ăn ít hơn vào các bữa chính, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. 3. Nước lọc cho thêm bạc hà. Từ lâu, lá bạc hà đã được xem là loại thần dược giúp cải thiện vóc dáng, ngăn ngừa tình trạng béo phì hay tăng cân mất kiểm soát. Đặc biệt, trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học đã cho thấy, các chiết xuất từ bạc hà có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh béo phì.
Bởi vì trong lá bạc hà chứa nhiều dưỡng chất giúp làm tăng khả năng trao đổi chất của cơ thể, thúc đẩy việc đốt cháy chất béo diễn ra mạnh mẽ, giúp giảm cân nhanh và làm săn chắc các cơ bắp. Lá bạc hà còn chứa nhiều dưỡng chất tự nhiên khác có khả năng loại bỏ các độc tố tích trữ bên trong cơ thể, giúp thanh lọc và cải thiện nhan sắc làn da, ngăn ngừa lão hóa và làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Đồng thời, mùi hương của tinh dầu bạc hà tỏa ra rất dễ chịu, giúp cơ thể thư giãn và giảm stress hiệu quả. Cô bác và chị em có thể làm loại thức uống này bằng cách cho 2-3 ngọn bạc hà tươi vào ly nước ấm để uống thay nước lọc, hoặc cũng có thể kết hợp thêm chanh để nâng cao hơn nữa hiệu quả giảm cân và dưỡng da. 4. Nước lọc cho thêm táo hoặc quả mọng. Táo và quả mọng vốn đều có hương vị rất thơm ngon. Khi cho vào nước lọc để uống, chúng còn cung cấp nhiều chất xơ, ít calo. Cả hai đặc tính này đều giúp cho cô bác và các anh chị no lâu hơn, nạp ít calo hơn, nên cũng giúp hỗ trợ giảm cân vô cùng hiệu quả. Trong táo và quả mọng nói chung đều chứa hàm lượng vitamin C rất dồi dào, mà vitamin C lại là thần dược của nhan sắc và vóc dáng, có khả năng thải độc cơ thể, tẩy tế bào chết, làm giảm tình trạng thâm nám, ngăn ngừa lão hóa, giúp da trở nên trắng sáng, mịn màng hơn. Do đó, bổ sung thêm táo hoặc quả mọng vào nước lọc để uống cũng chính là phương pháp dưỡng trắng da từ sâu bên trong cho chị em phụ nữ. Thức uống này rất dễ làm, cô bác và anh chị chỉ cần cho vài lát táo vào nước lọc, sau đó cho thêm một chút nước cốt chanh. Ngâm vài giờ là có thể uống thay nước lọc. Nếu thích, cô bác và chị em có thể thay chanh bằng quế để tăng cường khả năng chống viêm và đẩy mạnh hơn quá trình trao đổi chất. Còn nếu cô bác và các chị em muốn uống nóng thì hãy đun sôi hỗn hợp nước lọc và táo thái lát trong 15 phút trên lửa nhỏ, rồi để nguội và uống. Vâng, thưa quý vị, làm đẹp đối với chị em là một nhu cầu tất yếu. Lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Nên vì sao mà công nghệ làm đẹp ngày nay lại phát triển mạnh mẽ là để đáp ứng khao khát trẻ hóa của mọi phụ nữ. Tuy nhiên thì dù có can thiệp bên ngoài bao nhiêu, chị em cũng đừng quên làm đẹp cả từ bên trong nữa nhé. Nhất là với làn da, chị em hãy bỏ túi ngay 4 loại rau bảo bối này sẽ giúp sở hữu một làn da không tuổi. Cùng theo dõi trong video sau đây. 4 loại rau là bảo bối của làn da, càng ăn vào người càng trẻ. Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng vẫn luôn có những cách giúp làn da của quý cô bác và chị em tươi trẻ từ bên trong. Trong đó, giới chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh chế độ dinh dưỡng đóng một vai trò rất lớn đối với làn da khỏe mạnh. Trên thực tế, làn da của chúng ta là một cơ quan liên tục tái tạo và phát triển các tế bào mới. Với lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh, các bác và chị em thực sự có thể cải thiện làn da của mình để trông da tươi trẻ hơn, khỏe đẹp theo thời gian. Đặc biệt, có một số chất dinh dưỡng tốt nhất để cải thiện sức khỏe làn da và ngăn ngừa lão hóa, đó là vitamin C, vitamin A, kẽm và các chất chống oxy hóa khác. Mà những chất dinh dưỡng này thì có rất nhiều trong các loại rau củ. Vậy nên phần tiếp theo của video ngày hôm nay sẽ thông tin đến quý cô bác và chị em 4 loại rau được coi là bảo bối của làn da không tuổi. 4 loại rau được coi là bảo bối của làn da không tuổi. 1. Ớt chuông. Ớt chuông là loại thực phẩm rất giàu vitamin A và C. Nó thậm chí còn là một trong những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất. Theo Healthline, một quả ớt chuông đỏ chứa gần 170% lượng vitamin C được khuyến nghị nạp vào cơ thể hàng ngày. Việc cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể có vai trò vô cùng quan trọng, có tác dụng giúp sản xuất collagen, một thành phần cấu tạo nên làn da khỏe mạnh, duy trì vẻ đẹp không tuổi. Cô bác và chị em cũng có thể thưởng thức ớt chuông ở dạng món ăn nhẹ như salad hoặc kết hợp với các món xào cũng rất hấp dẫn. 2. Bông cải xanh. Ăn bông cải xanh là một trong những cách dễ dàng nhất để bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống của quý cô bác và chị em. Tiêu thụ khoảng 300g bông cải xanh, dù là nấu chín hay ăn sống, thì cũng đều cung cấp đầy đủ lượng vitamin C cho cả ngày dài, có lợi trong việc cấu tạo nên collagen cho cơ thể. Ngoài ra, bông cải xanh còn có chứa nhiều vitamin K và một số chất chống oxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi, nên có tác dụng chống viêm, chống lão hóa, đem lại sự mịn màng và độ đàn hồi cho làn da. Bông cải xanh cũng là một nguồn cung cấp kẽm và lutein. Cả hai chất này đều góp phần quan trọng giúp làn da khỏe mạnh không tuổi. Trong đó, kẽm là một chất chống oxy hóa giúp da của chúng ta được chữa lành khỏi tổn thương, bao gồm cả tổn thương do ánh nắng mặt trời. Còn lutein là một loại carotenoid giống như vitamin A, có khả năng giúp tăng độ đàn hồi của da và chống lại tia UV. 3. Cà chua. Cà chua được coi là mỏ vàng chất dinh dưỡng, đặc biệt là rất giàu hàm lượng vitamin C và lycopene.
là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng giúp duy trì vẻ đẹp không tuổi của làn da. Trong đó, vitamin C là chất giúp điều chỉnh sự tổng hợp collagen, hỗ trợ làm giảm nếp nhăn trên da. Còn lycopene là chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ da khỏi tia UV và có khả năng kích thích tổng hợp collagen trong cơ thể, khiến da mịn màng, căng sáng hơn. Để có món cà chua phòng chống lão hóa tốt nhất, cô bác và trẻ em nên thử làm salad cà chua với dầu ô liu, muối, tiêu và giấm. 4. Bắp cải tím. Bắp cải tím là loại rau chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin tốt cho sức khỏe của làn da, đặc biệt là vitamin A, C và anthocyanin. Chúng đều là những chất chống oxy hóa có thể cải thiện sức khỏe làn da và ngăn ngừa tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Một chén cải bắp tím cung cấp hơn 50% lượng vitamin C mà cơ thể cần trong một ngày. Nhờ đó, nó giúp gia tăng khả năng sản sinh collagen, là chất đem lại sự đàn hồi của da, giữ cho làn da của chúng ta luôn căng mọng và góp phần mang lại vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp hơn. Bên cạnh những thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho làn da như rau củ quả, thì cô bác và trẻ em cũng nên hạn chế ăn những thực phẩm như đồ ngọt, đồ cay nóng, các món ăn chiên rán và tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Đồng thời, cô bác và các anh chị cũng nên bổ sung đủ nước cho cơ thể, kết hợp với việc tập luyện thể dục hàng ngày để lúc nào cũng tươi trẻ, rạng ngời và sức khỏe dồi dào. Vậy là video ngày hôm nay của Tuệ Tâm Giác Ngộ đã cung cấp cho cô bác và anh chị khá nhiều kiến thức bổ ích về dinh dưỡng cũng như việc chăm sóc làn da, cải thiện vóc dáng và nhan sắc. Hy vọng rằng qua video này, cô bác và các anh chị sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe cũng như biết cách chăm sóc cho bản thân và gia đình hiệu quả hơn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác và các anh chị trong những video lần sau.